để cho đủ khoáng chất cho dê nó phát triển được. Đây là cái toàn cảnh cái chuồng dê. Đó, thì dê đây thì chủ mới bắt đầu nuôi tầm 2 tháng. Đợt trước chắc có chủ có nuôi dê sinh sản, mà đợt này chuyển sang nuôi dê vỏ béo này. Đó, đây là chủ đang cho ăn hết rồi. Như cái hai tầm 200 con này nó ngày ăn nhiều không chú? Nói chung ngày là một cừ lá, hai cừ cỏ, một cừ bắp, một cừ bắp kia kìa, bắp em mua ngoài nhà máy đấy. Bắp bổ quá. Bắp bổ. Dạ. Con này một cừ cám. Dạ. Yeah. Ăn đa thể. Còn là liên tục nữa. Có cám, có cọp, có lá, có bắp. Cho chú cho ăn một cự lá, hai cự cỏ, một là tự bắp bổ này. Đây là cái bao bắp bổ. Ở đây là bắp bổ men đấy. Dê nó thì dê cái dê thúc này nó cần phải ăn nhiều, nó càng nhiều càng tốt. Này chia làm ba cự nhưng mà cứ ăn hết lá này bắt đầu sẽ đổ cho ăn cỏ. Và cỏ thì cũng như vậy, thì cho dê ăn liên tục thì dê nó sẽ phát triển hơn. Đó, vậy thôi, mình vừa giới thiệu cái mô hình chăn nuôi dê vỏ béo cho bà con tham khảo. Vậy thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn các bác những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.